hỏi: học Phật như thế nào để không bị chướng ngại? Đáp: học Phật sẽ gặp phải chướng ngại chỉ là xem tự mình có đủ định lực hay không thôi. Nếu quý vị có đủ định lực và huệ lực thì gặp chuyện gì quý vị cũng có thể giải quyết một cách dễ dàng, chứ không bị chướng ngại làm cản trở. Nếu quý vị quá ngu muội thì dù có bị con muỗi chích một cái, quý vị cũng cho đó là chướng ngại. Con ruồi hất cẳng một cái thì cũng cho là chướng ngại. Hỏi: làm sao để trừ bỏ sự quấy nhiễu khốn đốn chất chứa trong tâm? Đáp: vừa mới rồi chú có thấy người đó không? Ông ta có đầy đủ cả tham sân si, và ông ta đang hiện thân nói pháp đấy. Hỏi: Bồ Tát Quán Thế Âm từ đâu đến? Đáp: quý vị hãy tự hỏi mình là từ đâu ra.